Nhóm người đàn ông móc được hũ bé trong hang, sau đó ra rửa sạch, oà, một bức tượng. Một nhóm người đàn ông móc được hũ bé trong hang, họ liền đem đi rửa sạch và phát hiện ra điều bất ngờ bên trong. Để lấy được cái hũ này ra khỏi hốc bùn, nhóm người đàn ông không mất nhiều thời gian. Họ nhanh chóng lấy được chiếc hũ nhỏ xinh xắn ra khỏi bùn. Nhìn thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng thực tế bên trong chiếc hũ bé tí này là một bức tượng bằng vàng. Những người đàn ông này đang cố gắng lấy và rửa đi lớp bùn phủ lên bức tượng nằm trong chiếc hũ. Cuối cùng thì họ đã nhìn thấy được bức tượng bên trong, nó là một bức tượng được đúc bằng vàng. Những người đàn ông này đã vô cùng vui mừng khi họ tìm được một báu vật. Ở nơi tiện cắm đầy dưới chân núi nhưng không ai dám lấy cắp. Trung Quốc có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, có rất nhiều nơi trong số đó là địa điểm tâm linh được người dân sùng bái. Dưới chân ngọn núi Maizi ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc có đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Tiền được cắm dưới đất khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám lấy. Trên thực tế, không phải quá khó để lấy tiền nhưng không ai muốn lấy, bởi những đồng tiền này được người dân cầu nguyện ban phước lành. Tiền được du khách dùng cây cắm xuống đất hoặc nhét vào các hang động nhỏ dưới chân núi. Số tiền dao động từ 1 tệ cho tới 10 tệ. Nhưng vì mỗi năm có hàng trăm ngàn lượt khách đến, qua rất nhiều năm nên không có gì lạ khi tổng số tiền ước tính có thể lên tới triệu tệ. Những du khách nước ngoài lần đầu đến nơi này đều thắc mắc, tiền nhiều như vậy mà sao không có ai lấy cả. Hầu hết những người đến chân núi này đều là người sùng đạo, có một ngôi chùa với bức tượng Phật rất to được xây dựng sát vách núi. Người ta tin rằng núi Maizi là một nơi rất linh thiêng, do đó không có ai dám lấy tiền ở nơi này cả, nếu lấy sẽ bị trời phạt. Bên cạnh đó, khu vực này có rất nhiều người giám sát, do đó việc ăn trộm tiền cũng không phải là điều dễ dàng. Ngoài là một địa điểm tâm linh nổi tiếng, núi Maizi được người ta truyền tai nhau rằng cứ khi đến đây cầu nguyện và nhét tiền vào vách núi sẽ thể hiện được sự thành khẩn, do đó Phật sẽ phù hộ mong ước của họ trở thành sự thật. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!